Chào mừng các bạn đến với kênh Văn hóa Giáo dục. Như chúng ta thấy là hiện nay thì Bộ Giáo dục đã tổ chức cái cuộc thi thiết bị dạy học số, và trong đó thì có một cái phần đó là các bạn phải chuyển từ file Word, ví dụ như một file Word như thế này, sang một cái file PDF theo đúng quy định chuẩn của Bộ Giáo dục. Thì để chuyển được cái file Word bất kỳ sang một cái file PDF thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chuyển từ file Word sang file PDF nhé. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải mở cái file Word đó lên. Đây, mình sẽ mở file Word nhé. Đây, ví dụ như chúng ta có một cái file Word như thế này, hoặc là một file Word bất kỳ nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, ở dạng bản Word. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ mở file Word lên và các bạn vào cho mình cái mục file. Đây, cái chữ file đây, các bạn kích vào file này. Đấy, sau đó các bạn vào Save và Send. Đấy, mục tiếp theo là Save và Send. Giới thiệu với các bạn đây là cách đầu tiên nhá. Đầu tiên các bạn vào file, sau đó các bạn vào Save và Send. Đấy, sau khi vào Save và Send thì chúng ta thấy hiện lên một cái bảng như vậy. Chúng ta chú ý đây là Save và Send ở trên nhá. Còn cái bàn send using email này các bạn không để ý, mà các bạn để quan tâm cho mình vào save và send nhá. Sau đó ở phía dưới các bạn đi xuống file type it. Đấy, các bạn thấy cái mục create PDF này, XPS document này. Đấy. Thì các bạn kích đúp vào đây cho mình. Sau các bạn kích đúp xong thì các bạn thấy ở trang bên cạnh này nó xuất hiện lên cái create PDF này, XS document, thì các bạn kích vào cho mình mục create PDF XS này. Đấy, nó sẽ hiện ra là xem là cái sản phẩm của bạn chuyển sang PDF thì được lưu ở đâu. Đấy. Thì chúng ta chọn vị trí lưu, chúng ta thể chọn ở đây nhá. Đấy, vị trí lưu. Hoặc là các bạn vào chỗ bên này, thường là các bạn hay chọn ở bên tay trái góc trái này này. Các bạn có thể lưu ở vị trí ổ nào đó. Ổ CDE hay F hay là ổ G. Đấy. Thì cái ổ lưu mình lưu dữ liệu ở đâu thì mình sẽ chọn lưu ở đó nhá. Đấy, như của mình ở đây có thể lưu sẵn rồi. Sau đó các bạn chọn vào chữ public. Public. Đây là thông báo là cái sản phẩm của bạn đã lưu sẵn rồi. Đấy, nhưng nó vẫn lưu cho chúng ta một cái bản PDF mới này. Đấy. Các bạn vào public cái người ta sẽ xuất bản từ cái file Word kia nó sang cái file đuôi PDF luôn nhá. Đấy, cái giao diện của cái file Word thì nó khác, còn đây là giao diện của file PDF nhá. Đấy, các bạn quan sát lên cái góc trên này chúng ta thấy là cái sản phẩm của chúng ta có biểu tượng PDF này. Đấy, đuôi PDF luôn. Đấy. Như vậy là cách một người ta làm như vậy. Chúng ta sang cách 2 này. Các bạn để ý cách số 2 nhé, chúng ta vẫn vào file cho mình. Đó, các bạn vào trong file xong các bạn chọn Save và E cho mình. Đấy. Save và E có nghĩa là chúng ta vẫn lưu sản phẩm đấy, lưu cái file Word đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vị trí lưu nhá. Sau khi chuyển sang PDF nó vẫn sẽ lưu ở vị trí nào đó do chúng ta chọn nhá. Chúng ta cũng chọn như vậy. Chọn như lần trước ấy. Đó, chúng ta chọn cả ổ CDE F hay ổ G hay là cái ổ nào đó mà chúng ta đặt tên. Ví dụ như thế, hoặc là chúng ta lưu ra desktop chẳng hạn. Đây. Mình lưu, ví dụ mình đặt chọn lưu desktop này. Đấy, sau khi chọn vị trí lưu xong ở mục file name nhá. Đấy. Nó sẽ lưu ở tên này, nó sẽ chọn vị trí lưu xong thì chúng ta sẽ vào trong mục mình cái mục Save và E type đấy. Ở ngay dưới cạnh cái file name ấy, các bạn kích chuột vào cái phần mũi tên bên góc phải nhá. Kích chuột vào thì các bạn thấy hiện lên các cái dạng file này. Chúng ta ở đây chúng ta tìm đến cái mục PDF nhá. Đấy, có chữ PDF này. Đó, các bạn tìm đến mục PDF, các bạn kích chọn ở đó. Như vậy đã chọn sang PDF. Và các bạn ấn vào mục, sau khi chọn xong các bạn vào Server. Đấy. Như vậy là toàn bộ cái file Word của chúng ta chuyển luôn sang PDF. Các bạn nhìn thấy cái file cái đuôi PDF hiện rất là rõ ở đây. Đấy, có đuôi PDF luôn.
Đấy, khi các bạn kích vào server lưu cái là nó sẽ hiện luôn lên cái file PDF. Đấy. Mình đã lưu ra desktop nha, bây giờ mình quay trở lại tìm trên desktop. Đây chúng ta thấy này, tên của cái file của mình là mô tả sản phẩm dự thi môn văn đây. Đấy. Thì nó hiện luôn trên màn hình cái vị trí lưu vừa nãy chúng ta chọn đấy, chúng ta chọn là lưu ra màn hình desktop ấy thì sau khi lưu xong và chuyển xong sang ấy, chúng ta thấy nó hiện luôn là trên vị trí chúng ta lưu đây. Đấy, trên màn hình. Đấy, như vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn là hai cái cách để chúng ta chuyển từ file Word sang file PDF. Thì các bạn hãy like đăng ký kênh để tạo động lực cho mình cho ra những video hữu ích hơn nhé. Chào các bạn và chúc các bạn thành công.